hướng dẫn thủ tục làm visa Ấn Độ cùng lữ hành Việt Nam. Bạn đã bao giờ mơ ước đặt chân đến vùng đất huyền bí với những màu sắc văn hóa rực rỡ, nơi từng góc phố đều phản phất hương vị của lịch sử và triết lý lâu đời? Ấn Độ không chỉ là một điểm đến, mà là hành trình khám phá tâm linh, trải nghiệm nền ẩm thực độc nhất và cảm nhận nhịp sống đầy mê hoặc. Video này, Lữ hành Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn từ A đến Z thủ tục làm visa Ấn Độ dễ dàng và nhanh chóng. Thời gian làm visa là 7 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá dịch vụ hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline hiển thị trên màn hình. Hồ sơ xin visa Ấn Độ bao gồm hộ chiếu phải còn hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bạn xuất cảnh khỏi nước cuối cùng. Và trong quyển hộ chiếu phải có ít nhất 2 trang hộ trắng liền kề nhau. Thủ tục xin visa Ấn Độ yêu cầu 2 ảnh thẻ 3, 5X4, 5CM, yêu cầu ảnh có phông nền trắng và khuôn mặt chiếm 80% ảnh. Ảnh được chụp trong vòng 6 tháng trở lại mới được chấp nhận. Giấy tờ chứng minh nhân thân như sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc ly hôn, nếu có, bản photo công chứng giấy khai sinh tất cả các con. Giấy chứng minh thư, căn cước công dân của đương đơn, tuy vợ hoặc chồng hay con cái không đi nhưng vẫn phải nộp bản photo. Giấy tờ chứng minh công việc bao gồm hợp đồng lao động hay quyết định bổ nhiệm chức vụ, bản lương, sao kê lương trong 3 tháng gần đây nhất. Giấy đăng ký kinh doanh của công ty, thuế giá trị gia tăng hay thuế môn bài đối với chủ doanh nghiệp công ty. Thẻ học sinh, thẻ sinh viên đối với người còn đi học, thẻ hưu trí, giấy nhận lương hưu đối với những người đã nghỉ hưu. Giấy tờ chứng minh tài chính như giấy sao kê tài khoản ngân hàng trong 3 tháng gần đây nhất, sổ tiết kiệm cùng giấy xác nhận số dư của sổ tiết kiệm. Với visa thăm thân Ấn Độ cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh mối quan hệ ruột thịt, họ hàng, thư mời bản gốc và cả giấy tờ của người mời. Chuẩn bị giấy tờ phục vụ cho mục đích xin visa để đi công tác gồm thư mời công tác, quyết định được công ty cử đi công tác, các giấy tờ tài chính của bên chi trả, thư mời tham gia dự hội chợ, lịch trình điểm đến đi và vé khách sạn. Có thể nhận thấy thủ tục xin visa Ấn Độ rất phức tạp với nhiều giấy tờ cần chuẩn bị. Và nếu chỉ thiếu một giấy thôi, thì hồ sơ của bạn cũng sẽ bị loại và trượt ngay visa. Vì thế để có bộ hồ sơ đẹp chuẩn chỉnh, các bạn có thể liên hệ Lữ hành Việt Nam để được hỗ trợ chi tiết. Quy trình làm visa Ấn Độ tại Lữ hành Việt Nam. Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ visa, tư vấn, đánh giá tổng quan hồ sơ. Bước 2. Ký hợp đồng dịch vụ, nhận hồ sơ và các giấy tờ cần thiết. Bước 3. Đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và làm các bước dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ nộp. Bước 4. Hướng dẫn khách hàng phỏng vấn hoặc đến trung tâm lấy dấu vân tay. Bước 5. Theo dõi hồ sơ, thông báo kết quả hồ sơ và nhận kết quả. Bước 6. Trả kết quả visa tận nơi giúp bạn. Vậy là bạn đã nắm được toàn bộ các bước để xin visa Ấn Độ rồi. Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn dễ dàng hoàn thiện thủ tục và nhanh chóng cầm trong tay chiếc visa đến với vùng đất huyền bí Ấn Độ.